Quang ơi, Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương, thành phố Bến Cát quý cô chú anh chị ơi. Thì dẫn như ngày nào Duy Minh vào đây sớm để chia sẻ các khoảnh khắc buổi sáng cho tất cả bà con cô bác cùng xem ha, tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Du Linh có điều gì mới mẻ hay không, thì có những chuyện gì lạ kỳ hay không, thì Duy Minh xin mời tất cả bà con cô bác theo chân Duy Minh để là chia sẻ tại mộ chú nha. Còn cái cây này là cây gì, hoa giấy nè quý cô chú anh chị. Hôm qua Duy Minh cũng chiết cho nó gọn gọn lên tí xíu đó, quý anh chị, càng ngày nó gọn gọn lại. Còn cái này thì hôm qua mình bẻ xuống rồi, mình cứ chiết bớt cho cái ở trước cái mộ của chú đó, nó được đẹp đẹp một tí xíu cho nó đều đều lại đó. Điều lên cái mình mới tạo dáng được quý cô chú chị. Còn này thì quá tuyệt vời rồi, cái cây mai này của chị Loan tuyệt vời lắm. Con này của chị Linh nè, chị Linh cây này cũng tốt lắm quý anh chị, mà cần phải sửa tàn lại tí xíu. Với mình thì mua sáng nay có mua Mirinda quý cô chú chị, sáng mua cho chú Mirinda uống tăng lực đi quý cô chú anh chị ơi. Vậy đó, đây dừng cái thằng cái chưa thấy sao biết đẹp không. Làm thế nào đây cái hello em chắc nước ra quý anh chị. Sáng nay tính ghé mùa chuối chiên mà tại hút hồi không ghé luôn. Cái này cho chú uống nước đỡ đi. Nắng cho chú uống nước đỡ nha. Có thấy gì lạ? Em còn chưa thấy được đây Nhi. Để cũng xong đi rồi mà thấy biết cái đó lạ hay không liền đó. Để thắp hương cái quê chú chị ơi, thắp hương chua trước tính sao. Cỏ hả? Cái đó thì đợi cho bên Hoa Viên tính đi. Rồi, làm mất công bị nói nữa. Đấy đó bên Hoa Viên ta tính đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2024. Anh nhắc hình con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog. Thắp nén hương trình diễn các vị các ngài thổ tầng thổ mộ thổ địa đã ra dân trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tinh thật giỏi văn ngoan, có danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão, tuổi thọ 66 tuổi. Sáng nay Duy Minh có mua nước Mirinda. Chú là mời chú về thọ thật sao cũng cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc. Minh cũng không quên nguyện với mẹ Quan Âm nhân biến vật thật cho tất cả các linh ở trong nghĩa trang Hoa Viên bên đây. Bình Dương này về đây thọ thật tại cái mộ nghệ sĩ Tú Vũ Linh và được hưởng hương khói nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nè, trao quà cho anh nè. Hai gói thuốc. Đừng gói đi. Cảm thấy em còn mãi gói hay gói gì đó. Thôi, mình gói đi. Vậy. Mình gói đi. Sáng nay chào bà cho anh Ngọc hai thuốc. Cầm thuốc vô chú. À, cầm cái này luôn đi. Để em xé ra em đốt cho.
Ngọc dây. Mình gói đi ha. Khỏi nhìn hả? Đồ gà. Bởi giờ ông giấu, giờ ông đem ra đó. Đây nè. Mới mua đó má. À, hai đèn mới mua. Ai muốn cái đèn đó vậy? Mua ông mua. Mua hai cây luôn hả? Mua ông đèn cho tự nhiên cái trái này nè. Đó, để đây. Để dành chưa, để đây ai có cho cha đốt thuốc cho chú đốt. Thường ngọc. Cái gì vậy? Thuốc hay như chua rồi. Đâu, hai cái đèn nào đâu? 200W. Đây hả? Ồ. Còn hai cái đèn nằm giờ qua đó coi đêm nay có cháy không? Nếu mà cháy là sáng nữa. Nó không cháy thì thôi. Tối nay đèn này không cháy hả? Không. Ông lúc lắc ngay vô cái mối ấy á. Rồi. Hả? Rồi. Nó hay bị lâu ngày nó bị sét á. Ồ, hai cái đèn ha, quý cô chú vậy. Hai đèn 200W. Bên kia cây mới nha, cô chị Hùng Loan mua quý cô chú vậy. Gì? 1 triệu 2 hả? 1 triệu 2 cây. Cái gì bút kỳ. Phải không ta? Sao? Có hành 5 hả? Em thấy là đèn ở trên mạng nó bán tốt không mà thấy nó bán rẻ quá là rẻ. Ừ. Đèn vừa 400-500W thì có mấy trăm ngàn, triệu mấy vậy. Ừ. Trên đèn đó ta theo đó đại giá siêu. Thấy nó bán rẻ rồi à mà không biết nó có tốt không. Người ta có hành cho mình luôn, có hành 1 năm đó. Có hành 1 năm. Nhưng mà đổi khó khăn. Sao khó? Y như mua mít của anh không được, anh đổi lại cái gửi tiền lại cho anh đó gì khó. Nó mà nó cũng nó mua ở đâu hay mua đồng luôn. Để sau đem vô sau cậu được rồi. Đừng mua đem về nhà là được. Mua về. Mua đem về nhà. Nghe ngại nói cười. Mua sao cho chú đừng đem nhà. Nhưng mà anh thấy có nhiều người đem nhà lắm đó. Thấy đồ mẫu của chú đem về nhà xài quá trời luôn. Đúng không Ngọc? Hợp lý. Ngọc hợp lý. Đem nhà xài quá mà không ai dám nói. Nói tới chữ thục tình. Hả? Đèn mới mà. Mới không sáng. Hôm hôm vô đây là 9 giờ. Đồ của chú thì thôi đi. Ăn giả mua cho chú biết bao nhiêu nói. Nhưng mà giờ nó bị mũ mình lần hai nhớ là tới 5 cái bây giờ còn có 1 cái. Bây giờ thì bị gút từ từ. Còn dưới càng thì 5 cái, còn 2 cái. Rồi. Cái gì mình nhớ cái vàng dĩa trắng không? Vàng dĩa trắng là khán giả đem vô cúng bắn cầu á. Ừ. Nhớ không? Rồi sao? Bắt tiêu luôn, bắt hết trơn vàng dĩa đó luôn.
Này biết ai lấy tại không nói thôi. Đây em biết ai lấy luôn mà không biết. Thấy trước mắt luôn mà còn nói không được. Nói tới chữ lo mà ấy mà trốn. Đồ hồi đó khán giả gỡ em mua biết bao nhiêu nói. Vàng đó, vàng 5 cái. Em với anh yêu. Vàng 5 cái giờ còn 2 cái. Ở lúc đó thì mình cúng mới tháng mấy trước cúng rồi còn cũng 5 cái. Bây giờ thì em mất tiền kìa. Thôi ta đành chia xa, em đi về phương xa con 13. Hôm nay thứ bảy khán giả đem bông lan không biết. Thứ bảy khán giả đem bông lan không ạ? Hẹn thứ bảy đem bông lan. Hẹn được rồi. Anh Ngọc ơi, anh đi theo chị Hùng Loan không? Khán giả nói em đi đi. Khán giả comment rồi hỏi. Khán giả kêu em đi đi, đi quay chị Hùng Loan cho bà con cô bác xem. Chắc là em phải đi quá. Nghe bà con cô bác động viên cũng được, quay chị Hùng Loan. Không mà quay chỉnh là hơi bị đông mà. Anh em nào có đi đi nha. Hơn gần 50 nghệ sĩ. Đông lắm. Dưới phần chí bà chú xứ nữa. Vui lắm. Núi bà gì? Ở chú xứ thì núi Sam thì bà con cô bác ở cái lễ của bà thì rước bà là hình như là mỗi năm là rước ngày 24, mà không biết năm nay thì chắc là em cũng nghĩ ngày 24 á, nhưng mà tới bữa 27 chị Hùng Loan cho mới là đi luôn là đi. Đúng rồi. Cái là đi tới chảnh là tới đâu 3-4 giờ. Rồi cái bắt đầu cái sẵn đó đó, mình kiếm cái nhà nghỉ nào, nhà trọ đó mướn. Tôi ngủ đâu một đêm. Sáng về sớm, chơi đi giờ không kịp, đi giờ không nổi. Dạ. Yeah. Chọn chảnh mướn thì cũng không có mắc đâu. Em chắc em chạy về nhà em ngủ. Chạy về nổi đâu, dài lắm. Có gì đâu không nổi. Muốn nổi nổi, muốn không không à. Muốn ngủ có 150 ngàn à. Ờ, sáng đốt thuốc rồi mua Miranda cho chú uống ha, quý cô chú anh chị đó, có thuốc rồi để lên đây gói nó đi. Ừ. Trong là anh chảnh mà mình phải mướn tụi một đêm chứ chạy về nhà mà thiệt mà thật không. Sao ông quay tới 1-2 giờ sáng mới về, chạy về tới nhà mướn hàng thôi, mình mướn tụi mình ngủ có 100 mấy ngàn đêm, cho 200 luôn, cho 200 luôn ha. Tới 2-3 giờ chiều. Trời, nghe nói em muốn xỉu luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, tiếp một cây. Tại vì cái đường từ đây trên dốc từ 300 cây. Đâu, cũng gần, gần. Gần 300. Từ đây giờ tới Quê Ngọc là 210 cây rồi. Từ gì? Đó lên đó nữa hơi bị xa. Đi đường tắt hơi gần chút. Còn đi đường thẳng là hơi bị lâu. Giờ Tân Châu lâu lắm cô chú. Mà anh có tính đi không? Không biết. Tờ ừ. Không biết mà ông bàn gì đúng rồi trời. Tại vì cái đường đó không biết mà. Anh biết em không biết hả? Em đi quay biết bao nhiêu mòn cái đường đó luôn không biết gì. Đúng rồi, thì bộ đó là quay tới với bà, cái đó là với bà lớn. Lớn. Ở đó là hàng năm luôn mà. Mà hàng năm là phải kẹt xe luôn á quý cô chú anh chị. Kéo rất là dài. Kéo cả 10 ngày á. Mà mỗi năm là kẹt xe chỗ đó dữ lắm. Tại vì lên chảnh quay phải không? Lúc mà rước kiệu bà, đồ tắm bà ô nhiều các kiểu cô chú. Bà linh thiêng lắm cho nên là mọi người hàng năm đều
đến đó để là lại bà và thắp hương cho bà. Và mẫu chú rất là quán vẻ quý vị ơi. Sáng thì có ba anh em leo ngoe Nam mô Di Phật. Lễ dứt bà hàng năm ở núi Sam Châu Đốc á, thì bà con cô bác thì không ai mà không biết quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Đặc biệt năm nay có sự góp mặt của là con của nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Nam mô Di Phật. Chị Hồng Loan sẽ thay ba mình để đến đó làm cái việc là ý nghĩa thắp hương lễ Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Phật. Thì lúc đó thì Di Minh nghĩ rằng không biết như thế nào quý cô chú chị, tại lúc Di Minh đã từng Nam mô Di Phật chứng kiến những cái cảnh mà phải nói là đông đúc người ta đi vào không lọt, mà đặc biệt thì ở nơi đó là Di Minh rất là sợ. Nam mô Di Phật. Rất là sợ những cái vụ mà móc túi rồi nè quý cô chú chị đó. Ở đó rồi có cái trường hợp đó đó quý quý anh chị. Rồi kêu mình bà con cô bác nào nếu mà đi tới đó thì sẵn dịp này thì đi luôn quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì năm nào hả tới lễ bà thì rước bà thì hàng ngàn hàng vạn luôn đó. Khán giả là bà con cô bác đổ xô về. Nam mô A Di Đà Phật. Năm nay thì có chị Hồng Loan càng lại vui quý cô chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Và đặc biệt có sự xuất hiện của là nghệ sĩ ưu tú và Nam mô A Di Đà Phật Hoài Linh. Năm nay không biết như thế nào đây. Nam mô A Di Đà Phật. Thì chú Hoài Linh thì Nam mô A Di Đà Phật dính vô dán vô mấy cái sụ lùm xùm 14 tuổi. Thì hôm qua Di Minh đăng video lên thì có nhiều comment cũng ra bình luận vào. Nam mô A Di Đà Phật. Đợt này rất là đông nghệ sĩ gạo cội rồi nghệ sĩ trẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Phải nói một cái chương trình rất là lớn luôn đó quý cô chú chị, từ trước tới nay luôn đó. Nam mô A Di Đà Phật. Từ trước tới nay chưa có chương trình nào mà lớn như bây giờ luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 27 tháng 4 nghe quý cô chú chị, hôm qua chị Hồng Loan cũng đã sửa lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhạc sĩ Thanh Sơn nè. Đây là nhạc sĩ Quân Sử. Ở cái nơi đây thì những ngôi mộ đây bên đây thì là mộ của gia đình, nhưng mà do là trước khi đó người ta đã mua rồi. Nam mô A Di Đà. Mua thời trước khi mà có những cái chương trình dành riêng cho nghệ sĩ. Bây giờ thì gia đình Nam mô A Di Đà. Gia đình bây giờ là không có được mua nữa quý chú vị, chỉ đây dành riêng cho nghệ sĩ thôi. Đây gia đình của cô Mạnh nè, hôm qua nè đến viếng mộ rồi rửa mộ. Nam mô A Di Đà Phật. Và bà con cô bác thì Di Minh sẽ cập nhật những cái thông tin mới cho bà con cô bác ha. Chị Ni hồi tối cũng live stream chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện mà
trải lòng với bà con cô bác ở trên Facebook. Thì bà con cô bác nào có xem thì sẽ hiểu ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là chú nhạc sĩ Quang Tý. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, quý cô chú anh chị ơi, nơi đây bây giờ là vắng lắm quý cô chú anh chị, vắng vắng mà buồn nữa quý cô chú anh chị. Hôm còn hai chồng Tý đây cũng còn vui vui, rồi hai chồng nó cũng đi rồi, cũng hơi buồn. Ai đi đi, ai ở ở ha, cuộc sống mưu sinh mà quý cô chú anh chị. Đây sáng nay chỉ có ba anh em với mình, anh Ngọc với Bùi Hải quần quần ở đây. Sáng nay thời chú thì trống trơn nè, sớm như mua với mình ghé mua chú chiên mà chạy hút rồi tới qua viên rồi thôi đi luôn quý cô chú anh chị. Rất là vắng luôn quý cô chú anh chị ơi. Trời ơi, chẳng lẽ đây là sự thật hay sao? Trăng ánh trăng hao gậy, thức trắng đêm trường mai chờ đợi em. Trời ơi, nó quắn tanh chùa Bà Đanh luôn. Bây giờ mọi người đâu hết rồi? Tại sao mọi người lại bỏ con ra đi mà không nói lời từ biệt? Mọi người đều quan tâm và rất quan tâm đến là cái câu chuyện của thầy Thích Minh Toại rồi, cho nên là cũng vắng quý cô chú anh chị. Mong rằng bà con cô bác chia sẻ video và ủng hộ kênh Duy Minh nha, để Duy Minh có động lực chia sẻ tài màu của chú của Linh ở đây hôm nay ha. Bây giờ thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc. Chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an ha, làm ăn phát tài ha. Duy Minh xin chào, hẹn bà con là một video tiếp theo nhé.